Hello các bạn, tiếp theo hai con đường An Dương Vương và Nguyễn Tất Thành thì hôm nay Thọ đang đứng con đường đẹp, rất đẹp ở Quy Nhơn. Đó là đường nào? Các bạn thấy không? Đây là đường Xuân Diệu, đường dọc biển đẹp nhất Quy Nhơn, lại nhất nữa. Rồi, hãy bay thôi nào.